Vâng, xin chào quý các bạn nhé. Hôm nay theo rất là nhiều cái nguyện vọng của khách hàng ở trên bình luận ở trên YouTube ấy, là muốn bây giờ muốn mổ bụng cái em này ra xem nội thất ở bên trong nó có thực tế là 20.000 mAh nhé, có thể sử dụng được tối đa đến 15 đến 20 tiếng hay không. Vâng, thì hôm nay bên em sẽ làm một cái video này để tháo bung con này ra để kiểm tra cái nội thất ở bên trong của nó nhé. Đây là mẫu GF005C nhé. Đây, dung lượng pin nó là 20.000 mAh đây. Đấy, nhà máy thì nó công bố chạy tối đa được tầm 15 đến 20 tiếng. Đấy, phụ thuộc tùy từng vào cái mức độ số của mình sử dụng nhé. Đây, phụ kiện của nó thì cái này thì em đã làm video rồi. Bây giờ em sẽ làm cái video để mở hộp cái này ra nhé. Đây. Con này là con GF005C nhé. Dung lượng pin 20.000 này. Đây. Điện áp của nó là 3,7V nhé. Dùng nó chạy bằng hai motor tách biệt. Đây, trên mặt này là thì nếu mà mình muốn tháo ra thì đây trên này nó có 4 ốc. Giờ em sẽ tháo 4 ốc ra. Hôm trước thì em đã làm một cái video để tháo con GF005C nhé. Đây. Đây là tất cả các nội thất ở bên trong của con GF005C nhé. Đây là hai motor tách rời. Cái này thì nó là động cơ thổi than, giống y cái con mà GF500A đấy. Đây nhá. Đầu tiên là tháo ra thì cứ cậy ra trước. Đây, hơi gậy này ra. Rút cái motor ra trước. Đây, hai bên này. Hai bên này nhá. Đấy, đây là hai motor tách rời, hai cánh quạt. Đây, motor này dùng điện áp 3,7V các bác nhé. Còn đây là những cái nút phím ở đây, phím nút giữ đây để lên nguồn này và giữ một lúc thì nó sẽ chạy. Đây, L1 là số 1 này, số 2, số 3, số 4 này. Đây, rút cái motor sẵn rồi. Mình giữ một lúc thì nó tắt đi này. Đây là cổng sạc, cổng C này, còn cổng này là cổng sạc điện thoại của mình này. Đấy, còn những cái tụ này. Tất cả những phụ kiện này hay là motor này mà sau này mà cháy hỏng bên em đều có tất cả thay thế hết nhé. Bây giờ mình sẽ tháo hai con ốc này ra. Đây là hai con ốc để giữ cái bảng mạch của nó nhé. Em nhìn tương đối pin ở dưới nó cũng giống khá cái giống con GF500A đây. Đây. Đây cái pin nó. Giờ em muốn tháo vào cái này ra thì phải hơi lựa này xuống vậy một tí. Cái này có dùng keo, nó là keo đây. Đây các bác nhá. Đây là cái phần pin của con đây, con GF005C này nhá. Em tháo con này ra thì nó cũng tương đối giống mấy cái con mà GF500A đấy. Nó cũng đây cũng dùng 4 cell pin này, để em cắt tung này. Đây như bây giờ sẽ cắt cái ra cho các bạn xem. Thì em sẽ đóng lại một quả khác vào đây là mỗi xeo nha. Mỗi xeo này tương ứng với 5.000. Đây. Đây 4 xeo pin nhé. Đây. Các bạn nhìn đây. Xeo pin này là xeo pin 5.000 nhé, 5.000 mAh nhé. 4 xeo thì nó nhân lên là 20.000 nhé. Đây. Chuẩn luôn chứ không phải là em nói quá nhá. 20.000 mAh tương đương với một cái xeo pin này thì mình có thể chạy, nếu em đã thử rồi, một cái xeo pin này mình có thể chạy được tối đa được tầm 4 đến 5 tiếng, tầm 5 tiếng. Đấy. Với một xeo pin đây cộng dồn lên 4 xeo, 4 xeo là 4 nhân 5 bằng 20. Đấy thì em cứ nói là nó công bố là rất là chuẩn đấy. Từ 15 đến 20 tiếng tùy từng mức độ số nhá. Đây, 50.000 à đây là 5.000 này, 5.000 mAh nhân 4 1 2 3 4. Thì con này em cam kết là nội thất của nó là rất ok, rất là chuẩn đấy. Cũng giống với con mà GS500A đấy. Là rất là ok. Các bác mà mua con này về sử dụng chạy, em bên em cam kết nhá. Cam kết với các bác là con này có thể chạy được từ 15 đến 20 tiếng đồng hồ nhá. Nó sẽ phụ thuộc vào tùy từng cái
cái mức độ số. Đó, xong rồi bây giờ thì mình sẽ lắp lại đơn giản thôi, em đã quấn lại cái này rồi, rất là chắc chắn rồi. Bây giờ mình lắp lại thì mình lại đút theo đúng cái chiều này thôi. Bên dưới này thì nó có một cái lớp keo để keo đây, băng dính hai mặt này, rất là dính ở dưới. Mình ấn chặt dưới là nó đã kết ở dưới rất là chắc rồi. Đây nhá, như này. Ấn mạnh lên đây. À, xong. Nếu mình có ít keo lớn mình đổ lại ở đây là xong. Còn không có thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Đây nhá. Mẹ lại ốc vặn lại chỗ này. À, nó còn đây. Đây thì nếu mà theo em mà đánh giá cái con này thì chất lượng quá là ok các bạn. Sử dụng tầm 20 tiếng là thoải mái nhé. Pin này em tháo pin ra thì nó là đảm bảo là chuẩn 100% là 20.000. 4 cell cộng dồn vào nhau. Mình lại cắm ở đây thôi. Gài cái này xuống dưới. Đấy, các bác nào mà về mà không tin tưởng thì mình có thể tháo ra thử xem có đúng giống em nói hay không. Đấy. Mẫu này là mẫu nếu mà theo em đánh giá là mẫu này là mẫu ok nhất trên thị trường đấy. Nhiều mẫu thì nó báo là 25-30 nghìn nhưng em cũng đã test thử thời gian nó không để lâu bằng được. Đây bật nguồn này nha, giữ đây. Đấy. Số 1, số 2, số 3 này. Lực quá rất là man. Đấy. Các bác nào mà quan tâm đến cái mẫu sản phẩm quạt điều hòa nhé, GF005C này thì cứ liên hệ cho em nhé, qua cái số em ghi màn hình thôi. Xong đây thì mình lắp nó cái này vào là ok. Đấy. Đấy. Chào các bác, có video nhé. Các bác cần thấy video của mình thì cho em xin